dấu hoa đào có gồm 6 phần. Thì khi mà nhận được bản nhạc này từ cô Ngô Bích Phượng, là cô giáo dạy thời đại học của Vân Ánh, và cũng là người mà dìu dắt Vân Ánh để tham gia vào trong cuộc thi quốc gia năm 1995. Thì khi Vân Ánh nhận được bản nhạc này, lúc nào khi mà Vân Ánh chơi, Vân Ánh cũng cảm thấy rằng là người phụ nữ Nhật, không biết làm sao, nhưng cái mà Vân Ánh cảm thấy hay là người phụ nữ Nhật thì hình như họ luôn luôn có một cái gì đó mà họ phải giữ ở bên trong, và họ không có thể được thể hiện ra bên ngoài. Ở bên ngoài họ không bao giờ mình có thể đoán biết được là họ có suy nghĩ gì, và giống như là họ tương đối, họ rất là lạnh. Khác hẳn với cả phụ nữ Việt Nam thì khi mà nhìn vào mình có thể thấy được là thể hiện buồn hay vui hay là cởi mở. Nhưng đối với người phụ nữ Nhật thì hình như là họ giấu kín tất cả các thứ nhà. Nhưng mà ngược lại thì họ lại có những cái câu chuyện mà lại rất là có thể gọi là một chút gọi là nổi loạn. Tức là khi mà họ, cái văn hóa của họ thì mình nghĩ rằng là có thể là vì văn hóa của họ bị kìm nén rất là nhiều, cho nên khi họ có cái cơ hội để thể hiện thì họ thể hiện giống như là gần như là không những là bình thường như những người khác, mà họ lại đi đến con đường là nổi loạn. Thì trong bản nhạc của anh nào nó có 6 biến tấu, thì Vân Ánh cảm thấy như là có từng cái sự khác nhau trong cái biến tấu đó, có thể hiện từng cái nét về tình cảm và suy nghĩ tâm tư của người phụ nữ Nhật Bản. Thì Vân Ánh đã thể hiện bằng cách đó là Vân Ánh đã trình diễn bản nhạc này ở trên nước Mỹ, rất nhiều những nhạc sĩ người Nhật khi mà họ nghe bản nhạc Hoa Anh Đào Vân Ánh chơi thì họ cảm thấy rất là thú vị và ngạc nhiên, bởi vì là cách suy nghĩ và thể hiện của Vân Ánh rất là lạ nhưng lại rất là gần với cái văn hóa của họ. Thank you.